Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tiện thấy có mấy cái bình luận ở trên kênh YouTube của Robologi về cái việc là cái con rốt nó rất là hôi. Có người thì nói là cái con rốt nó rất là hôi, nó ăn nhiều. Có người bảo nó ngu, nhưng hôm nay là nói về cái việc con rốt nó rất là hôi trước. Villa lên trên ghế không? Lên Villa, lên ghế. Đây đây, ok, ngồi đấy. Thì đầu tiên ấy, có nhiều người hỏi Rockler là bao lâu thì tắm cho con chó một lần. Thì mình cũng đã có thể nhắn tin riêng hoặc là mình cũng đã nói ở trên kênh YouTube vài lần rồi, là ở Rockler ấy thì số lượng chó nó rất là nhiều, và thực sự là thấy chúng nó cũng không có bẩn, cũng không có hôi. Cho nên là cái tắm ấy có thể nói là rất là lười tắm. Mọi người nuôi một con có thể là 3-4 ngày một tuần mọi người tắm một lần, chứ còn như chó ở trại ấy thì thường trung bình khoảng 2 tuần tắm một lần. Còn nếu mà vào mùa đông có thể cả tháng mới tắm một lần. Nhưng mọi người thấy thường phức, rốt thuần chủng và cái con rốt chuẩn nó không có hôi. Còn cái giống gì nó cũng như vậy, nó cũng như là người thôi. Người cũng có những người bị hôi nách, có những cái người có cái mùi hôi cơ thể, mồ hôi dầu rồi này kia, nó sẽ tạo ra cái mùi hôi. Có người người ta mặc một cái bộ quần áo cả tuần nó không có hôi, có người chỉ mặc nửa ngày thế là phải thay rồi, bởi vì cái mùi mồ hôi nó rất là hôi. Thì cái con rốt nó cũng như vậy. Nhưng cái qua cái chọn lọc giống qua nhiều đời ấy, thì cái giống Rottweiler của các cái trại lớn gọi là những cái con giống chuẩn, nó sẽ không còn cái mùi hôi nữa. Cái việc này là mình sẽ nói một lần trước, còn mình nhờ các bạn, mà các anh, các em mà đang nuôi cái con Rottweiler của trại, ít nhất là ở trong cái phả gen con chó của trại trước, mỗi người sẽ quay một cái video khoảng 30 giây đến 1 phút nói về cái việc mình đang nuôi cái con chó nó như thế nào. Con chó nó có hôi hay không, thường thường mọi người tắm cho chúng nó cái lịch tắm như thế nào, thực tế nhá, chứ đừng có chém gió. Tức là thực tế mọi người nuôi như thế nào thì mọi người cứ nói như vậy. Còn để cho cái câu chuyện nó có cái thực tế nhất là mình nhờ mọi người, nhiều người cùng nuôi, mỗi người một công việc, mỗi người một cái độ tuổi và một cái kiểu nuôi khác nhau. Có cái điểm chung là mọi người đều nuôi là có thả con chó tự do ở trong nhà. Có thể mọi người nuôi một giống hoặc mọi người nuôi nhiều giống, thì mọi người cũng làm một cái so sánh một chút về cái mùi cơ thể của cái con rốt mà mọi người đang nuôi so với những cái con chó khác mà mọi người cũng đang nuôi hoặc đã từng nuôi, để cho chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan nhất là cái con rốt mà mọi người nuôi ấy, nó có vui hay không. Để cái video đấy thì sẽ trong vòng 2 hoặc 3 ngày tới sẽ có cái video đấy, mình đã nhờ mọi người rồi, cũng đã có 1-2 cái video đấy rồi. Nhưng mà mình muốn là nhiều người mỗi người một việc, mỗi người một nghề, mỗi người nuôi một kiểu, mỗi người tắm một kiểu, để cho mọi người có cái nhìn chính xác nhất. Có thể trong số những người đấy có cả những người quen của các bạn nữa, chứ không phải là chỉ là một cái tiếng nói từ trại Rockler. Còn mọi người, nếu mà mình chỉ một mình nói ấy, mọi người sẽ nghĩ là gì, ông này ông nuôi cái giống này, ông bán cái giống này thì ông ấy nói vậy để ông bán, chứ ông bảo hôi thì bán ai mua. Cái đấy chính là một cái vấn đề như thế. Cho nên là mình sẽ nhờ mọi người đã đang nuôi cái con chó, có thể là nuôi lần thứ mấy rồi, có thể là nuôi lần đầu, để mọi người thực tế, mọi người chia sẻ cái thực tế mọi người đang nuôi nó, là cái cảm nhận của mọi người về con Rottweiler nó như thế nào. Ở đây là chúng ta nói đến là con Rottweiler chuẩn nhé, chứ còn cái con Rottweiler mà con rốt cái kiểu mà nó lai hoặc nó có những cái lỗi như nó mép nó hở hay là này kia thì chúng ta sẽ không nói đến. Thì chúng ta sẽ có một cái video sớm, có một cái video về cái việc là cái con chó Rottweiler nó có hôi hay không. Nuôi ở gần người nó có như người ta nói là nó hôi,
mà đứng người khác đứng cách xa 3 mét vẫn biết là nuôi chó hay không. Thực ra ấy, ở trại mình là nuôi 8 giống. Vẹt dê này, golden này, chihuahua này, lạp xưởng này, min pin này, poodle này, chihuahua có cả lông ngắn lông dài này, là 7, rottweiler là 8, doberman là 9 giống chứ không phải 8 giống. Thì nếu mà nói là cái giống mà nhẹ mùi nhất là rottweiler, là giống nhẹ mùi nhất nhá. Còn mỗi một cái giống chó, khi mà mọi người mà nuôi chó, mọi người sẽ hiểu là mỗi một giống chó nó có một cái mùi cơ thể khác nhau. Như các cái giống chó ở trại nhà mình thì trong các cái giống mà mình kể vừa rồi ấy, thì có vẹt dê nó nặng mùi nhất. Vẹt dê mình đã nuôi 2 con mà được một cái, 2 con chó con giấy, là 2 con chó thuần chủng, thì vẹt dê nặng mùi nhất, rốt nhẹ mùi nhất. Cái giống nặng mùi thứ hai là lạp xưởng, và cái giống nặng mùi thứ ba là golden. Nhưng mọi người sẽ thấy là golden nó đã rất là nhẹ mùi rồi. Nếu mà mùi cơ thể mà nó nặng, có thể là sẽ ngửi thế ngay, ôm chó xong ra bên ngoài mà người ta sẽ ngửi thế ngay, thì có lẽ là sẽ có vẹt dê và lạp xưởng. Còn golden cũng có thể nói là nó cũng mùi của nó cũng rất là nhẹ rồi. Còn các cái giống kia thì nó cũng nhẹ nữa, poodle này thơm phức, không thơm thì làm sao ở với chúng nó được. Đấy là cái mà trong tại sao ở trong cái ưu điểm của chó rottweiler thì mình có nhắc đến một cái ưu điểm là cái mùi nó rất nhẹ. Nhưng mà có nhiều người phản đối là bởi vì sao? Bởi vì các bạn đang nuôi phải những cái con chó nó cái bộ gen của nó không chuẩn, hoặc chế độ dinh dưỡng của các bạn không chuẩn. Chế độ dinh dưỡng của các bạn mà nó không chuẩn nó cũng làm cho con chó nó sẽ bị hôi hơn. Nhưng chủ yếu là nó là gen, về cái gen giống con chó chuẩn hay là không chuẩn thôi. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các cái video tiếp theo. Sẽ có cái video sẽ có nhiều cái ý kiến của mọi người mà đang thực tế nuôi cái con chó giống bắt của trại mình, để mọi người tham khảo. Mọi người sẽ có một cái nhìn khách quan nhất, và chia buồn với các bạn là đang nuôi những cái con chó rốt mà nó rất là hôi. Cái đấy mình không có nói là các bạn nói không đúng hay là như thế này kia, mà cái đấy nó là sự thực. Nhưng mà các bạn đã nuôi phải những con chó nó không được tốt. Những con chó đấy là nếu về nguyên tắc nhân giống là người ta sẽ loại bỏ khỏi nhân giống, bởi vì nó tạo ra những con chó hôi, nó không phù hợp để nuôi ở cùng với người. Đấy là mọi người lưu ý như thế. Cho nên là nhưng mà vài người như thế nó sẽ gây ra hoang mang và hiểu sai về cái giống chó này. Với các bạn mà đang tìm hiểu này, các bạn nghĩ là đấy ông kia ông bảo hôi, thế ông này cứ bảo không hôi. Thì mình sẽ có cái video tổng hợp ý kiến của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau đang cùng nuôi cái giống rốt này, đang cùng nuôi con chó con của trại bán ra, để mọi người sẽ nhìn nhận một cách chính xác nhất về cái việc là giống rottweiler nó có hôi hay không. Ok, cảm ơn mọi người, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.